như chiếc bóng trên đường. Người yêu gần nhưng vĩnh viễn xa luôn. Tình yêu mở cánh, đôi cánh lớn ngỡ ngàng trong đêm, đưa em vào thiên đường tươi sáng. Rồi tỉnh giấc yêu đương đành lặng lẽ đau thương, và lên đường qua địa ngục u tối miên man. Tình em như chiếc bóng theo người, người trong đời nhưng mãi mãi chia phôi. Người về với hạnh phúc tơ duyên bên vợ hiền con ngoan, em cam sống đời tối tăm. Rồi từ đó ngày tháng ra đi, không mong chờ cuộc tình hờ trở lại. Đâu có tới hai màu, tình yêu nào chia sớt với ai đâu. Tình yêu bùa lưới, tung chiếc lưới trói tròn. Mày chạy cho tôi biết. Gì vậy? Có thằng nhỏ đang đứng ở trong bãi mìn á. Nào? Đó đó. Hả? Thưa Trung Quý, có một thằng nhỏ lạc vào bãi mìn. Hả? Nhỏ nào? Dạ em cô Mai á. Hả? Chị Mai ơi, thằng Minh đi lạc ra bãi mìn á. Đứng yên đó. Cô Mai, cô lui ra xa đi. Dạ. Mẹ, đi đi. Cô ra ngoài kia nguy hiểm lắm. Đi 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 đi. Quý. Không có chi, cô đừng bận tâm. Dạ. Dạ thưa Trung Quý. Ừ. Cô Mai cô xách lên hai con cá lóc bự và nói để tạ ơn Trung Quý. Dạ. Chào cô Mai. Chào Trung Quý. Cảm ơn anh Tư. Dạ, hôm nay em đến đây để cảm ơn Trung Quý.
Cô cảm ơn rồi mà. Dạ. Hôm qua trong lúc bối rối quá, thành ra mai không có nói gì được hết. Bữa nay Minh nó đìa được mấy con cá, mai đem lên để cho Trung Quý với mấy anh nhậu một bữa để... Để đình ân cứu tử phải không? Chuyện đó thì cô mai đừng thắc mắc nữa. Còn chuyện nhậu thì tôi này xin quan nghênh. Đó, cá lóc nướng nhậu là hết sảy bảo đảm mà. Sao hôm nay cô mai đặc biệt với tụi này vậy? Cũng nhờ Trung Quý mình can đảm chiều hôm qua đó. Anh nói thế chứ tôi lên đi chơi hoài mà. Trung Quý ăn này ngon lắm nè. Nè, cho miếng hồi coi, thêm cũng không cho ai uống nè. Hôm qua Trung Quý hộp nhiều nên được vụ cá. Dạ, còn em ở ngoài, nó cũng sợ quá, nên cũng đáng được hưởng cái đầu cá. Thằng này, ăn thì lấy ăn, lộn xộn. Anh ấy tôi cũng vui Trung Quý. Coi vậy chứ cũng nhờ nó đó. Nhiều lúc tụi tôi cũng tạm quên được cuộc sống trấn thủ lưu đồng này vậy. Và Trung Quý nói đúng, ở đây mà cứ làm lì lì hoài thà chết sướng hơn. Dạ mời Trung Quý. Dạ mời Trung Quý. Lát nữa Trung Quý đưa cáo rách hôm qua cho Mai giá lên giùm cho. Tại Minh mà rách áo á. Cô hôm nay thắc mắc nhiều quá. Chuyện hôm qua cô đã cảm ơn rồi. Còn cái áo rách tôi cũng có ý định cho cô đem về cho mấy cô thợ giá lại dùng. Để Mai giá cho. Trung Quý nhờ ai chứ? Để tôi đi lấy, cô Mai chờ đây nha. Để Mai đi với Trung Quý, rồi về luôn nha. Chào Trung Quý. Chào anh nha, tôi về nha mấy anh. Cô Mai cứ tự nhiên. Đâu biết nha. Cô chạy về cho tôi cũng làm tiếp đi. Mạnh giỏi cô Mai. Bắt năm đi chơi. Ừ. Có mấy cái áo rách của thằng cháu nội tới nhờ Lý nó giá giùm nè. Ủa, áo của ai vậy? Để Lý nó làm. Dạ, con nói cho con làm mà chị không chịu. Chị muốn tự tay mình làm lấy. Để... Cái cô này bậy hoài à. Dạ áo của Trung Quý Tuấn đâu bác? Tại thằng Minh làm rách áo ổng nên cô muốn tự tay mình giá để đền á. Không, cô tính vậy cũng phải chứ. À, ông Trung Quý ông tử tế lắm nè. Ông cho thằng cháu nội tôi bánh kẹo hoài hả. Anh thông kê máy bay nè. Đâu nè. Dạ, chào bà Trung Quý. Cho Lý nhớ giá. Dạ, bác nha. Cháu. Thôi, bác về nha. Dạ. Mời Trung Quý ngồi chơi. Trung Quý chiều nó quá. Cái tội làm cho cả đồn hết hồn hôm trước. Chưa bị đoàn là Mai. Mời Trung Quý uống nước. Nhờ cô Mai giá dùm. Sao hôm trước Trung Quý không đưa luôn? Tôi phải lên quận. Cô Mai quên rồi sao? Mời Trung Quý uống nước. Cảm ơn cô. Hôm qua lên quận thấy cái này đẹp quá, mong cô Mai đừng từ chối. Trung Quý cứ chơi hoài, Mai ngại hết sức vậy đó. Trời ơi, đẹp quá. Là viết thơ cho vợ nữa đó hả? Sao mà có hiếu quá vậy? Viết gì đâu. Cô Mai cho đó. Cô sợ điện tàn thuốc lung tung, có ngày cũng cháy nhà. Nguy hiểm. Cái này
để các anh chị lo. Không được, nguy hiểm lắm. Bậy, tư tưởng bậy. Không bậy đâu. Gạt tàn thuốc này là một trong những nguy hiểm mà chị Loan phải sợ đi. Người đàn bà nào cũng muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Anh có phụ với chị Loan làm chuyện ấy không? Xin lỗi anh, tôi bậy quá. Không hiểu sao tôi lại nói như vậy. Nè Thanh, cậu thuốc gì hơn tôi? Cậu lấy cái này về xài đi. Không, của anh chứ không phải của tôi. Dương á, chắc ra ngoài mã ba má em, để em đi gọi anh. Thôi được, anh ra ngoài. Dạ. Nào cho con cứu khoai. Ừ, thì mày cứ lấy ra mày ăn đi. Cái thằng cho mày nó ưa ăn khoai lang quá à. Kìa, ông Trung Quý cũng tới kìa. Thôi bắt về nha. Đi con, đi. Cô giáo tôi xong chưa? Dạ thưa rồi. Em định ngày mai đem lên đồn giá luôn cái mùng đó. Cô khỏi lên, mai tôi về Sài Gòn rồi. Tôi được nghỉ phép 7 ngày. Về Sài Gòn gặp gia đình chắc vui lắm. Hoa đẹp quá. Hoa cũng như tình yêu làm đẹp thêm cuộc đời. Cô Mai, có khi nào cô nghĩ tình yêu chưa? Tình yêu mai sợ lắm. Xin Trung Quý đừng hỏi đến. Sao mai lại sợ? Tình yêu là cái gì đẹp, hạnh phúc trên đời. Nó có thể hạnh phúc cho người này, nhưng là đau khổ cho người khác. Riêng đối với mai, mai nghĩ nó sẽ buồn nhiều hơn vui, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Nên mai không nghĩ đến. Mai không dám nghĩ đến. Cô Mai, tôi muốn nói. Có một người yêu Mai thật nhiều. Trung Quý, Mai xin Trung Quý đừng nói. Không, cô Mai, tôi muốn nói Trung Quý Tân yêu cô nhiều lắm. Tân yêu và muốn lập gia đình với Mai từ lâu, nhưng còn ngại nên chưa dám nói. Tôi muốn tôi là người được cái ân hạnh giúp hai người gần nhau. Cô Mai, Tân là người rất tốt. Thì là Trung Quý đến đây để làm Mai. Nãy giờ Trung Quý ca ngợi tình yêu,
ca ngợi hạnh phúc. Nhưng mục đích đó là... Không, mày hiểu cho tôi. Tất cả những gì tôi làm chỉ vì hạnh phúc của Mai mà thôi. Cảm ơn Trung Quý. Tôi không cần cái hạnh phúc mà Trung Quý muốn đem đến cho tôi. Hơn nữa, Trung Quý Tân chắc đủ can đảm nói với tôi những gì cần phải nói. Cô Mai, cô đừng hiểu lầm. Xin Trung Quý để yên tôi với cuộc sống này. Có gì lạ không? Vô sự anh. À, tốt. Anh em cất giùm tôi. Dạ. Anh lại đây tôi nói việc này một chút. Chuyện gì vậy? Anh vừa nói gì với cô Mai? Anh Tuấn, tôi không muốn anh làm khổ Mai, vì tôi yêu Mai. Tôi yêu Mai, anh hiểu chưa? Cậu đừng hiểu lầm tôi mà nói bậy. Cậu biết hồi sáng này tôi nói gì với Mai không? Tôi nói với Mai là... cậu yêu Mai đó. Cái gì? Anh nói sao? Anh nói với Mai là tôi yêu Mai. Cậu không tin tôi nói với Mai như vậy à? Tôi tin. Tôi tin anh đã nói với Mai như vậy. Nhưng không phải vì tôi, mà vì anh. Cậu đừng tự ái xăng. Tôi không tự ái. Tôi yêu Mai. Anh biết. Tất cả mọi người đều biết. Tôi chắc là Mai cũng biết nữa. Nhưng tôi không nói với Mai, vì tôi biết rằng Mai không yêu tôi, mà Mai yêu anh. Phải, Mai yêu anh. Mà tôi cũng biết chắc là anh cũng yêu Mai nữa. Anh đã cố tránh, cũng như Mai đã cố tránh. Sự việc anh vừa nói với Mai hôm qua chỉ là một sự trốn chạy tình cảm của anh mà thôi. Mời anh dùng nước. Cô để đây. Dạ. Chị Hai, bồng em đi chơi. Dạ. Cô đã bàn với Tuấn về việc anh nói chưa? Em cứ viết thư hỏi anh rồi, nhưng anh không chịu. Anh nói người ta sao mình vậy? Với lại anh không muốn bị mang tiếng. Cái thằng gàn, nó còn trẻ nên còn hăng. Còn phần em? Em vẫn mong Tuấn được đổi về đây, để vợ chồng được gần nhau. Nhưng em không muốn làm việc gì mà không có sự đồng ý của ảnh. Tuấn thì vẫn tự hào là một sĩ quan thẳng thắn, gương mẫu. Em không muốn làm cho ảnh mất sự tự hào đó. Cô, một là cô sợ thằng Tuấn quá độ, hai là cô cũng gàn như nó. Anh thương cô, muốn lo cho hạnh phúc gia đình của cô. Em hiểu. Em cảm ơn anh. Không phải em sợ Tuấn, mà là em hiểu và tin ảnh. Tin thì cứ tin, nhưng ngờ cũng phải ngờ. Cô không sợ cảnh Tuấn sống một mình nơi xa lạ sao? Thôi anh về. Khi nào đổi ý thì cô cho anh hay. Dạ. Thứ bảy này cô nhớ qua anh ăn cơm. Có ba má lên đó. Dạ em nhớ. Hai ơi, đem em ra đây. Dạ. Lại mẹ con. Cưng của mẹ. À, anh.
ông khỏe không? Anh kìa. Tư, mày đem cất xe là nghỉ đi. Dạ. Là đây, là bà ẩm. Con trai cưng của bà. Chào, nhớ ba không? Ôi, chào con kìa, con kìa, làm chó làm sao? À, giận hả, la dữ gì nè. Ngồi xuống. Chào. Chào. Tới giờ em bú rồi con. Đã giảm cân. Đi, đi ăn gì không? Đi, ăn đi con, đi, đi. Sao áo anh hết gì nè? Ai giá cho anh mà khéo vậy? Cô Mai đó. Mai nào? Cô Mai dưới làng. Anh cứu em cổ ra khỏi bãi mìn, bị kém gai móc rách áo, nên cô giá lại để trả nợ đó mà. Không có gì đâu. Thôi mà đừng thắc mắc. Sẵn gạt tàn thuốc cho anh. Không sao, anh sẽ gạt tàn thuốc xuống đất cũng như ở trên đồn vậy. Anh nghĩ gì vậy? Hơn lúc nào hết, lúc này anh không muốn xem chút nào. Lại lần thứ nhất nữa anh nói câu đó. Có nhiều lúc trên đồn anh với em vô cùng vắng em, anh cảm thấy cô đơn và nguy hiểm. Nguy hiểm à, hay là em nhờ anh Thắng lo cho anh về đây nhé. Sao anh nói là nguy hiểm? Cái gì nguy hiểm? Nguy hiểm như chiếc gạt tàn thuốc để cạnh tấm hình. Chiếc gạt tàn thuốc để cạnh tấm hình mà hình ai? Hình một người vợ, hình ảnh một hạnh phúc tuyệt vời, đó là hình em. Thôi em ngủ đi. Thank you.
tình em như chiếc bóng theo người. Người trong đời nhưng mãi mãi chia phôi. Người về với từ đó ngày tháng ra đi không mong chờ cuộc tình thơ trở lại với đôi ta. Tình yêu đâu có tới hai màu, tình yêu nào chia sớt với ai đâu. Tình yêu bùa lưới tung kiếp lối trói tròn dây oan đưa ta vào đường cùng ai oan. Nhờ cuộc chiến bao la người tình chết nơi xa là món quà trong lửa đạn gửi đến cho ta. Người yêu nay đã lánh cõi trần, còn trên đường hai chiếc bóng cô đơn. Tình ta xin đốt nén hương thơm, chiều thu buồn gửi theo gió nhạc này buồn quá em ạ. Ủa, ai vậy đại Ngũ Nguyên kìa? Em ngồi đây, anh lại nói chuyện chút nha. Dạ. Anh Nguyên. Ủa Tuấn, sao còn lại ở đây? Về phép được 5 ngày. Uống gì không? Cảm ơn, mọi người đắng với bà xã. Hú vía cho cậu rồi nha. Anh nói gì mà hú vía? Hơn 10 quả rớt vào mà không hú vía à? Anh nói sao? Cậu không hay thật à? Không, tôi còn 2 ngày nữa mới hết phép nữa. Cậu không hay là phải. Tôi nói gửi cho đồn cậu hơn 10 quả tối hôm kia. Anh nói thật. Đùa sao được, nghe đâu cũng bị bọn à. Hơn 10 quả rớt cho đồn không hả? Nghe đâu còn gần 10 quả rớt lẻ tẻ trong làng. Rớt trong làng? Thì dân có sao không? Cái đó thì tôi không rõ. Ủa mà cậu sao vậy? À không, mời lên bàn tôi này, có Loan đang chờ ở đặng. Không được, tôi có hẹn. Thôi cậu cứ tự nhiên. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì. Có, em có cảm tưởng như có chuyện gì. Anh đừng giấu em. Ừ, thì có, nhưng không muốn nói ngay bây giờ. Chuyện không có gì, sợ chúng mình mất vui.
Loan, ngày mai phải trở về đơn vị. Anh còn 2 ngày phép nữa. Nhưng phải đi. Có chuyện gì thì anh? Đồng anh bị pháo kích và anh em bị thương. Nhưng chưa rõ là ai. Nhưng dù là ai chăng nữa, vẫn là thuộc cấp của anh. Hay nói đúng hơn là bạn anh. Có lẽ họ đang mong anh về. Có thể đêm nay, có thể ngày mai, Đồn sẽ bị tấn công. Anh có cảm tưởng như mình đang đào ngũ. Anh đừng tự sai sức mình một cách vô lý. Anh đang nghỉ phép. Mà trước khi nghỉ phép, anh cứ biết là Đồng sẽ bị pháo kích đâu. Biết vậy, anh vẫn cảm thấy rơi rứt thế nào. Em hiểu anh. Có lẽ vì thế mà em yêu anh. Mấy anh nhớ làm cho cẩn thận nha. Tình hình trong đồn sao? Có ai bị thương không? Bố Mẫn và Lân bị thương, nhưng không nặng lắm. Hiện đang ở trạm nguy. Còn Tổng Thất? Chỉ có Mặt Đông bị nặng, còn chị sơ sơ. Nhưng nặng nhất là phòng của anh. Dỡ cái chân ra. Ê, vô cái dưới kìa. Hả, đang phủ tao mày. Mấy ngày nay lỡ lướt ở Sài Gòn, ngon rồi hả? Có liền, thằng này ngon mà ta. Chờ tao cắt đầu cho ông ta liền cho mày coi. Kéo lên. Cô Mai có sao không? Một cái rất ngay sau giường, nhưng không sao. Ở dưới làng có điều gì không? Dưới làng không có gì. Chỉ có một trái rất ngay nhà bà Năm, con bà và 2 đứa cháu nội chết. Bây giờ bà như điên vậy đó. Cô Mai mấy ngày nay phải qua để chăm sóc cho bà. Tôi xin chào quân y thăm tụi nó một chút. Tôi đi với anh. Khói, cậu ở lại đông đốc tụi nó thay tôi. Cho Mai quá. Mai tưởng còn 2 ngày nữa Trung ấy mới lên. Nghe nói bà Năm sau. Anh vào thăm bà Năm một chút. Này, có mấy bộ đồ rách của mấy đứa nhỏ đây, nhờ cô Lý giá dùm 2-3 bộ gì đây nè. Không phải. Nổ Tứ Tung chết hết rồi. Con tôi, dâu tôi chết hết rồi. Có bay cháu nội không còn một đứa. Ngọc Hoàng Trương Đệ ơi, khổ lắm rồi. Chết nhiều quá. Chết hết trơn, chết đĩa không còn đất mà chôn. Nổ cả, nổ.
ơi. Mấy bữa rày bà cứ lảm nhảm vậy hoài. Anh vừa trong Nguy về, bây giờ phải trở lại đồn. Mai có về không? Anh cho mai có gian gì. Tội nghiệp bà Năm hết sức. Bữa đó thật là đau đớn. Anh biết không, bố ông riết sát đi cháu nội. Ai nói cách mấy bà cũng quyết định không cho đi chôn. Mà không biết làm sao ba sống được với những ngày còn lại này. Hồi nãy trên trạm của Nghi, mấy anh em cảm động vì sự săn sóc của Mai mấy ngày nay lắm. Mấy ngày nay Mai đâu có ở nhà. Không ở trạm quân y thì ở nhà bà Năm à. Mai trông tin anh hết sức. Anh rất tiếc không có mặt với anh em trong những giờ phút đó. Hay tin trên này bị pháo kích. Anh lo cho anh em, đồng thời cũng nghĩ tới Mai thật nhiều. Đêm đó em sợ quá. Phải chỉ có anh. Trọn vẹn những phút sống bên anh. Mai, anh yêu em. Em biết. Nhưng anh đã có gia đình, có bổn phận. Em biết. Em có thấy cái hình. Anh không có quyền. Xin anh đừng hối hận. Cả cuộc đời em chỉ sống cho giây phút này thôi. Nhưng chúng ta không có ngày mai. Khi yêu anh, em đã chấp nhận tất cả những thiệt thòi của ngày mai. Chỉ xin làm chiếc bóng bên cạnh cuộc đời anh. Anh đừng tự kết án mình mà làm mất đẹp tình yêu chúng ta. Em
đầu em ở hai chị nha. Ừ. Tao là bảo đảm mà làm ơn sức bàn mới cái coi. Nè, đầu chọc quê sao? Tổng giao tỷ à. Ê, có bà nào lên kìa tụi bay? Bà nào với mày? Chết cha rồi. Bà Trung Quý. Để tôi. Dạ chào bà. Bà mới lên à. Bà đưa em sách cho. Dạ mời bà vào. Có Trung Quý ở nhà không? Dạ ông mới xách xe đi. Đi đâu? Dạ ông đi đâu em cũng đâu biết. Em đâu dám hỏi ông. Trung Quý đi đâu kìa? Dạ em có nói Trung Quý đi đâu đâu. Chắc Trung Quý xuống làng để em đi gọi. Anh biết ông đi đâu mà gọi? Dạ thì chắc ông lái xe đi vòng vòng, em cũng đi vòng vòng, thế nào cũng gặp. Thôi khỏi, chắc ông sắp về rồi. Ông ngủ đây hả? Sao bụi bặm không vậy anh? Dạ ông ít ngủ ở đây lắm. Bộ ông phải đi kích đêm hoài sao? Dạ không phải mà lúc này ông siêng lắm, tối nào ông cũng đi hết. Ai giá cho ông vậy? Dạ cô Mai đó. Cô Mai nào? Dạ cô Mai dưới làng đó, cô tử tế lắm, cô thường lên đây hoài à. Trời ơi, cô lo cho Trung Quý đủ điều. Cô mới mua cho Trung Quý cái gạt tàn thuốc đó. Nghe chị đến là tôi trình diện dạ, chị kiếm Trung Quý. Sao? Chị đi đường có mệt không? Cảm ơn anh. Anh Tuấn đi đâu vậy anh? Anh Tuấn về lái xe đi. Chắc là lên chi khu. Sao anh Tư nói là anh đi xuống làng? Thì tôi đoán vậy. Mà chị Lên sao không báo trước để anh đi rước? Lên thăm mà anh, có gì quan trọng đâu mà phải báo trước. Thôi chị nằm nghỉ tạm đi, để tôi bảo xuống kho lấy cái mới đem đây cho chị. Chị cũng biết bố được chứ. Anh làm như tôi đại cát lắm vậy, phải biết hòa mình vào cuộc sống của chồng chứ. Loan. Anh. Để tôi đi lấy thêm giấy bố cho chị. Dạ. Anh chưa đi đâu về? Anh xuống nhà bà Năm gần đây. Tội nghiệp quá, bà bị mất tí. Từ ngày nhà bà bị pháo kích. À mà em lên sao không cho anh hay, để anh lấy xe đi đón. Em muốn làm cho anh ngạc nhiên. Sao anh Tân nói là anh lên chi khu? Thì xuống thăm bà Năm rồi anh đi luôn. Em con giống Mạnh chứ? Dạ Mạnh. Con mới biết nói, tối ngày cứ gọi ba hoài. Em định tổ chức một buổi tiệc để làm quen với các bạn anh, được không? Ừ, được. Để em kêu Tư đưa em đi chợ ha. Yên tĩnh quá anh. Dạ yên lắm bà,
Nếu không có giặc giả thì đời sống ở đây thật là lý tưởng đó. Chợ ở đây vắng hoa thật là đẹp. Và đâu có đẹp bằng hoa ở nhà cô Mai. Chiều nào Trung Quý cũng ra ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ. Vậy hả anh? Cô Mai khéo tay ghê. Trồng hoa cũng đẹp, mà mấy giá cũng giỏi. Tôi thấy mấy chỗ giá mùng của Trung Quý khéo quá. Dạ, có cái mùng đó mà cô làm hết cả buổi chiều đó. Cô Mai chịu khó quá hả? Dạ, ăn thua gì. Hôm Trung Quý cảm sơ sơ mà cô thức sáng đêm vậy. Cái Trung Quý... Trung Quý sao? Dạ, không có sao hết. Anh đừng giấu tôi nữa. Tôi không nói lại với Trung Quý anh đâu. Nhà cô Mai ở gần đây không? Hả? Dạ, ở dưới chân đồi. Hôm nay vợ tôi có tổ chức một bữa ăn để vui mừng cùng anh em. Vợ cũng để tiễn bà xã tôi ngày mai lên đường. Vì mời anh em cứ tự nhiên thưởng thức tài nấu nướng của bà xã tôi coi thế nào. Mời anh em. Dạ, mời anh em. Chả giò của bà Trung Quý làm ngon quá hả? Nè mời anh. Chị Loan nấu ăn thì nhất rồi. Từ từ lúc cô Mai lên tới rồi kìa. Có mời cô Mai đến chung vui với chúng mình hôm nay mà em quên cho mình hay. Đây cô Mai, đây chị Trúng. Chắc cô Mai biết. Chào bà. Chào cô. Được nghe tên cô rất nhiều. Tới hôm nay mới hân hạnh gặp cô. Tôi cũng rất hân hạnh được bà Trung Quý mời đến hôm nay. Có cô Mai bữa tiệc hôm nay lại càng vui. Mời cô. Dạ. Mời cô Mai cứ tự nhiên. Tôi được biết trong những lúc vắng gia đình, chồng tôi đã được cô Mai giúp đỡ rất nhiều. Cô Mai đối với anh em trong đồn này thì ai cũng giúp đỡ hết, nhất là bọn độc thân tụi tôi. Phải không cô Mai? Cô Mai ăn đi. Còn anh nữa, tới chừng nào mới chịu cho chúng tôi uống rượu đây? Tôi cũng đang tìm nữa chứ. Tại anh kén quá. Trẻ tuổi, đẹp trai như anh thì thiếu gì. Kìa anh, uống đi chứ. Đem đi lấy thêm đá cho anh. Xin lỗi em, anh không ngờ. Em biết. Cô Mai có thường về Sài Gòn chơi không? Dạ, thỉnh thoảng. Nếu có dịp về Sài Gòn, mời cô Mai ghé nhà tôi chơi nhé. Dạ. Cảm ơn bà. Tôi xin cảm ơn
Bà Trung Quý đã có nhã ý mà tôi hôm nay. Bây giờ tôi xin được phép về, vì nhà có chút chuyện cần. Sao cô Mai về sớm vậy? Xin phép Trung Quý tôi về. Chào Trung Quý. Chào bà Trung Quý. Chào mấy anh em. Dạ. Em xin phép anh, cho em tiễn cô Mai một chút. Anh yên tâm, không có chuyện gì đáng tiếc đâu. Anh vô dùng tiếp đi, để tôi tiễn cô Mai cho. Mời cô. Tôi không ngờ cô tới dự. Bà cố tình mời, rồi lại không ngờ tôi tới. Sao lạ vậy? Cô Mai, chắc cô hiểu là tôi đã biết chuyện gì xảy ra giữa cô và chồng tôi. Chắc cô cũng đã biết là cô đang yêu một người đã có gia đình. Vâng, tôi biết. Bà là vợ hợp pháp của tướng. Tôi là vợ của Tuấn. Mà trước khi là một người vợ, tôi cũng đã là một người tình. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn đi học. Yêu nhau, cưới nhau. Tôi tin là Tuấn không thể yêu ai khác ngoài tôi. Nếu giữa cô và Tuấn đã xảy ra chuyện gì đáng tiếc, đó chỉ là mối tình qua đường. Tôi không muốn làm bà đau lòng, nhưng tôi không biết nói sao. Để bà hiểu được mối tình của tôi và Tuấn, cô muốn tôi phải hiểu thế nào? Mà tại sao tôi lại phải tìm hiểu những gì làm phương hại đến hạnh phúc gia đình tôi? Tôi muốn nói Tuấn của bà không phải là Tuấn của tôi. Bà gặp Tuấn khi còn đi học. Bà yêu Tuấn giữa một thành phố yên lặng. Còn tôi gặp Tuấn ở đây, giữa mảnh đất cằn cỗi đầy nguy hiểm này. Chúng tôi đã gặp nhau trong sự cô đơn. Chúng tôi đã sống với nhau trong những giờ phút nguy hiểm. Và ở đó, chỗ bà đang đứng đó, tôi đã sống theo từng hơi thở của Tuấn. Cô đừng lý tưởng quá mối tình của cô. Không, bà lầm. Chúng tôi yêu nhau không phải bồng bột qua đường, mà là sự cảm thông của hai tâm hồn, khi mạng sống chỉ được định đoạt trong một giây đồng hồ. Bà không thể hiểu được. Thế thì chỉ có Tuấn hiểu. Tôi sẽ mời anh ấy ra giải quyết. Đừng bà. Chúng ta đều yêu anh Tuấn. Đừng định đẩy anh đến chân tường. Nhưng tôi không thể sống với một người đàn ông hai vợ. Bà nghĩ tôi bằng lòng làm người vợ bé sao? Không, bà lầm. Tôi mãi mãi làm người tình, chứ không bao giờ là người vợ bé cả. Dù cô đóng vai trò gì đi nữa, Tuấn cũng vẫn là chồng của tôi. Tôi không phủ nhận bà là vợ của Tuấn, nhưng bà cũng không cấm tôi yêu anh ấy được. Không, tôi muốn chúng ta phải dứt khoát ngay bây giờ. Một là cô phải xa Tuấn, hai là tôi xin ly dị. Cô nghĩ sao? Tôi là một kẻ được sanh ra và lớn lên ở một nơi không an lành. Cha tôi chết vì viên đạn bắn ngay vào người. Mẹ tôi bị một chê rơi lạc vào nhà. Sinh mạng của chúng tôi đã phú cho chiến tranh định đoạt.
Khi yêu Tuấn, tôi đã chấp nhận tất cả những thiệt thòi của một người không nghĩ đến ngày mai. Thì giờ này có gì đâu bà phải thắc mắc. Tôi trả người chồng này cho bà. Cảm ơn cô. Tôi cũng nghĩ là cô sẽ làm như vậy. Không, không có gì bà phải cảm ơn cả. Tôi để người chồng lại cho bà, nhưng tôi mang tâm hồn người tình theo tôi. Chào bà. Chuyện về Sài Gòn phải không? Hình như vậy. Thực tâm tôi cũng muốn xa lánh nơi này. Vì Mai, phải, tôi cố ý tìm Mai mấy tháng nay mà không gặp. Mai đã giữ đúng lời hứa với Loan. Mai đã cố tình lẩn tránh tôi. Thì đây là cơ hội làm vừa ý Mai. Mai. Anh Tân, anh Tuấn đâu? Anh đổi đi rồi, vừa mới ra phi trường. Đổi đi? Trời ơi, làm sao? Tôi có chuyện cần phải nói với anh. Sao mấy tháng nay cô lánh mặt ảnh? Anh Tân, làm sao giúp giùm tôi cần phải gặp mặt ảnh.
Để tôi đưa cô ra phi trường, máy ra còn kịp. Ta về nha. Thưa má, con đi học mới về. Trời ơi, sao áo rách vậy nè? Rồi áo đâu bẩn đi học? Dạ, là con cứu bồ. Má biết không, cái bà kia, bà bồ như vậy nè. Bà níu bạn con kinh bán cái. Má thật kịch. Rách áo, má giá một con đi má. Con thì hết sức à. Lát bọn mình về thế nào cũng bị đòn cho coi. Nhà bạn con giàu lắm rồi. Thôi đi chứ sao hơi, dài nè. Coi kìa, đứng yên má cởi áo. Dạ, má đừng mét cậu Minh nha má. Má không mét đâu. Thôi con đi tắm đi, để dạ. Má giá cho nha. Dạ. Xe của tao sao mày lấy? Con gái mày chơi xe hôi, vô lấy búp bê chợ đi mày. Không, trả tao mày, xuống mày, trả tao mày. Nó hùng hơi quá à. Xuống, cho em mượn chút đi. Mai mốt sinh nhật con, má nói bà mua xe khác cho con. Sinh nhật của con ba có về không má? Chắc về mà. Kỳ này má nhớ làm bánh nhiều nhiều nha. Con mời bạn đông lắm. Có thằng Mẫn nữa. Thằng bầu rủi của con đó. Nó gan một cây mà dễ thương nữa. Tội nghiệp. Nhà nó nghèo. Có hai cái áo bận đi học à. Hôm qua con làm rách một cái. Bữa nào má soạn mấy cái áo cũ của con cho nó nha má. À, để hôm nào rảnh đã. À, ba về. Má về. Ba. Ba thấy nói mà. Con của ba. Con của ba mặc áo đẹp quá. Sao mình về
sớm vậy? Má, má, ba không con đi. Con nó cứ sợ mình về không kịp sinh nhật nó. Anh dì Hậu tổng tham mưu sẵn ăn sinh nhật con luôn. Ba, ba mua xe tăng có bắn súng cho con nha ba. À mà con có thằng bạn mới khổ lắm mà dễ thương nữa, để con dẫn nó tới ba coi nghe ba. Được rồi, mai về lại trường rước con rồi gặp nó luôn. Bây giờ con dẫn em ra sân chơi. Dạ. Để ba nói chuyện với má một chút. Hùng cho em chơi xe chung với nghe con. Dạ. Ừ. Em đi bác sĩ chưa? Dạ rồi, bác sĩ nói không sao, tim em tốt lắm. Ừ, làm anh lo quá. Để em đi pha nước cho mình tắm nha. À, mình tắm nóng nhiều hay nóng ít? Nhiều, như thường lệ. Chào thời kỳ đô hộ nước Nam Việt chúng ta. Các cơ quan thấy thú ở tàu áp dụng trên nó sát ra đầu quá. Má, má giá rồi kìa, má giặt ủi luôn cho con rồi má. Lần thứ bảy nè, con đi ăn sinh nhật của ông Hùng. Má giá cái áo sọc của con rồi đó. Thứ bảy mấy giờ con đi? Dạ, 5 giờ. Sao hơi có ba Hùng tới rước con rồi má. Quay vậy đó. Sao hơi tới rước nữa. Thôi học bài đi. Cậu Minh về không thuộc bài bị đòn bây giờ. Dạ. Do đó cậu Minh về là cái tướng rất có nổi giận. Chờ mắt chị bớt chưa, sao mà cứ mai đêm hoài vậy? Mắt chị đỡ rồi. À, mẹ em có ghé lấy tiền giùm chị không? Có, mà sao ba đưa có 2 ngàn? Ờ, hôm mẫn đau đó chị có lấy trước mấy ngàn rồi. Chú kia. Dạ. Thuộc bài chưa? Dạ, chứ thuộc rồi. Được rồi, lập đi. Trong thời kỳ đô hộ nước Nam Việt của chúng ta, các quan thái thú Tàu áp dụng chính sách đồng hóa với dân tộc của ta một cách khắt khe. Do đó dân gian cùng với những lạc tướng lạc hầu, rất phần quốc gia chỉ chờ dịp để nổi dậy đánh đuổi quân thù, hầu thoát khỏi dòng nô lệ, để tận diệt mầm mống âm mưu phản đối. Tô định cho người viết thi sách đang làm lạc tướng ở Châu Duyên. Con của bà giỏi quá. Thôi con đi ngủ đi, rồi mai bà mua quà sinh nhật cho. Bà mua xe tăng có bắn súng cho con nghe ba. Ừ. Con nhà binh có khác, lúc nào cũng xe tăng với tàu bò. À, mai bà mua cho nha. Ba, mai ba chở con đi mua, rồi ba rước thằng Mẫn luôn nghe ba. Mẫn nào? Bạn mới ở trong trường đó, coi bộ ưa lắm, không xài cứ nhất hoài hả? Bộ thân lắm mà, nhà nó ở đâu? Sao con rước lại đây chơi? Nhà nó nghèo lắm ba ơi, mà nó tốt với con lắm, nó cứu bộ con hoài à. Hôm trước cứu con, nó bị rách áo, mai ba rước nó luôn nghe ba. Ừ, mai ba mua cho. Bây giờ con đi ngủ đi. Dạ. Mình đem con đi ngủ đi. Dạ. Thôi đi ngủ đi con gái. Dạ. Thưa ba đi chứ con. Thưa ba con đi ngủ. Ừ. Tao quên rồi, 47/15, nhớ nghiêng. Chiều nay đúng 5 giờ tao tới rước mày ngang. Ừ, nhớ mà, 5 giờ. Má, sao lâu quá vậy, trễ giờ con rồi. Làm gì như gà mắc đẻ vậy hả? Mẫn ơi, rồi chưa?
Mày vô đây chờ tao một chút. Dạ chào bác. Ờ con. Ai chở mày đi vậy Hùng? Lẹ đi, ba tao chờ ngoài xe kìa. Rồi đi. Thôi má con đi. Thôi bác con về. Rồi mày cười tao. Không, tao không cười đâu. Không, không, miệng hát. Cha mẹ nó hay chưa? Chắc là hay rồi. Vì khi em chở vào đây thì thấy cảnh sát lục cập nó tìm địa chỉ. Thiệt con mình dại quá. Cháu không nghe thấy gì đâu. Trời ơi, con, bác sĩ ơi, nó có sao không bác sĩ? Tôi sắp đưa cháu sang phòng quang tuyến để chụp hình, rồi mới xác định được. Trời ơi, bác ơi, con ơi, con ơi, con tôi rồi ơi, con ơi, bác ơi. Đây là ông bà trung tá đã đưa cháu vào đây. Bác sĩ đưa cháu đi đâu vậy? Sang phòng quang tuyến. Cô có thể ở đây chờ kết quả. Thật không ngờ. Không ngờ là con của Mai. Và là bạn thân của cháu nhà tôi.
chúng tôi đã đưa cháu tới đây. Cảm ơn bà. Cảm ơn chúng ta. Cháu không sao đâu. Sao anh biết? Thì bác sĩ còn phải chụp hình mới biết được. Thì anh mong nó không sao. Nó có thể chết. Nếu nó chết, trời ơi. Cô đừng nói gì không nên. Tôi thấy cháu chỉ ngã xuống đường nhà thôi. Bà thấy nó té xuống, bà thấy đầu nó đập xuống đường. Phải, nhưng không mạnh lắm. Trời ơi, đầu đập xuống đường, nó có thể chết. Không chết thì nó cũng mất trí, nó cũng điên. Mai, em mình tỉnh lại. Anh còn mong là nó không đến đổi nào. Anh mong anh chỉ có thể đứng yên đó mà nói bao nhiêu đó thôi sao? Anh phải chạy vô phòng quan tuyến cùng với nó kìa. Anh phải gian xin bác sĩ cứu mạng nó. Anh phải quỳ xuống cầu phận trời Phật cho nó sống. Anh phải làm một cái gì cụ thể hơn là anh đứng đó mà nói anh mong mà hy vọng. Đó là bố của anh đó. Không biết nói gì với em bây giờ. Nó là con anh, dù sao nó cũng là con của anh. Con của anh? Ngày mình mới yêu nhau, những ngày trăng mật hạnh phúc ở Đà Lạt, chưa bao giờ em nghĩ rằng sau này em lại phải nghe ba tiếng nói là con anh. Con của anh với một người đàn bà khác. Nhưng tại sao đợi tới giờ phút này người ta mới nói ra? Tại vì thằng bé đang hấp hối. Tại lúc đó người ta đang tuyệt vọng. Chỉ trong tuyệt vọng người ta mới cần tới anh. Người ta bám vào anh để tìm một an ủi. Mười năm trước người ta chia sớt với anh một nguy hiểm. Rồi mười năm sau người ta chia sớt với anh một tuyệt vọng. Nếu nói là em ghen thì em ghen với hai chữ chia và sớt đó. Loan, mười năm rồi anh không tìm kiếm, không hỏi thăm. Anh muốn quên. Anh muốn, nhưng không quên được. Đúng như lời của ta đã nói, tôi để người chồng lại cho bà, và tôi mang tâm hồn người tình của tôi theo tôi. Mười năm nay cô ta đã mang tâm hồn của anh đi, hay ít nhất cũng tách được nửa phần hồn của anh ra khỏi hạnh phúc gia đình này. Loan, mười năm nay anh cố gắng đè nén sự day dứt trong lòng mình
anh cố gắng chiều chuộng em. Không lẽ em không hiểu được sự ân hận của anh hay sao? Anh có biết 10 năm trước em đã nói với cô ta như thế nào không? Một là cô ta phải xa anh, hai là em xin ly dị. Em cho là anh sẽ trở lại với Mai. Anh sẽ giấu Mai nơi nào đó, rồi đến lúc tới thăm. Vì bây giờ anh đã có một đứa con. Dù sao nó cũng đã ra đời. Dù sao thì nó cũng là con của anh. Anh phải có trách nhiệm, có bổn phận đối với nó. Má, thằng Mẫn có sao không má? Không sao, nó được về nhà rồi. Bữa nào ba cho con đến thăm nó, nó thích xe tăng của con lắm. Con cho nó nghe ba. Em con sẽ mừng lắm. Nó là em con. Bây giờ con mới biết thằng Mẫn là em con, em ruột của con. Con nghe chưa? Dạ. Má, sao má nói ba con chết rồi? Ồ, ba của thằng Hùng cũng là ba của con á má. Sao ba gặp con hoài mà ba không nhìn con? Bữa ăn sinh nhật thằng Hùng, ba có hỏi chuyện con, ba có đút bánh cho con ăn nữa. Sao ba không nói gì với con hết vậy má? Con còn nhỏ lắm, con không biết được đâu, sau này con sẽ hiểu. Má, nhà ba giàu lắm. Thằng Hùng đi học bằng xe hơi không à. Bữa nào má nó cũng rước nó hết. Má nó đẹp lắm, bạn quần áo tốt không à. Anh em nó cũng vậy nữa. Bữa sinh nhật thân Hùng, bà làm cái bánh thiệt là bự cho bà. Để má con mình nghèo vậy má? Con đừng hỏi nữa, má khổ lắm. Thương má, con ngủ đi. Yeah. Má đi mua thuốc cho con. Kính chào trung tá. Cậu đây là... Dạ tôi là Minh. Thằng nhỏ đi lạc với bãi mìn hồi đó, trung tá quên rồi. À, dạ mời trung tá vô nhà. Mời trung tá ngồi. Cậu Minh mau lớn quá. 10 năm rồi trung tá. Mời trung tá. Cảm ơn cậu. Chị tôi vừa đi khỏi, rất tiếc là trung tá đến muộn. Dường như đối với chị tôi, lúc nào trung tá cũng đến muộn. Cậu không thấy gọi tôi bằng danh từ nào khác sao? Dạ tôi muốn lắm. Tôi muốn gọi trung tá bằng anh lắm. Nhưng rất tiếc, tôi không có quyền.
Nhiều đêm nhìn chị tôi thức suốt sáng bên bàn máy để kiếm tiền nuôi con. Tôi thấy cuộc đời vô lý quá. Tôi đi lạc như bãi mìn mà đời chị tôi tan nát hết. Thật mai mỉa. Minh, xin lỗi chúng ta. Mai, mời chúng ta ngồi. Đáng lẽ chúng ta không nên đến đây mới phải. Mai, em đừng gọi anh như vậy. Thánh thoát mà 10 năm rồi, mau quá. Mai, tại sao đã đến giờ này em mới nói? Trong 10 năm trời, không lần nào em nghĩ phải cho anh biết hay sao? Có một lần duy nhất, lúc em mới biết mình có thai. Cũng là ngày anh đổ về Sài Gòn, em chịu đến phi trường thì phi cơ cũng chịu cất cánh. Anh phải trả cho phi cơ. Vô lý quá phải không anh? Anh thấy. Anh thấy. Từ trong phi cơ nhìn ra, anh thấy bóng em. Nhưng anh không ngờ. Phải. Làm sao có thể ngờ được? Qua cơn xúc động, em thấy mình bình tĩnh hơn. Em không còn ý định cho anh hay nữa. Em nghĩ nếu biết, thế nào anh cũng tìm đến. Anh có quyền đó. Anh có bổn phận phải lo cho con. Nhưng rồi chuyện sẽ đi đến đâu? Em đủ sức lo cho con và đủ can đảm sống cuộc đời mà em đã lựa chọn. Nhưng bây giờ thì khác. Anh đã biết chúng ta có con. Anh đã biết thằng Mẫn là con của anh. Em không có quyền ngăn cản anh làm bổn phận của anh, của một người cha đối với con. Thôi, anh đừng làm cho rắc rối thêm nữa. 10 năm nay mọi chuyện kể như đã yên rồi. Nếu chúng ta có lỗi lầm thì những đau khổ của 10 năm qua cũng đủ bù đắp lỗi lầm nữa rồi. Anh đừng bước lui lại làm gì, đừng gây thêm lỗi lầm nữa. Em không muốn làm một cô vợ bé để anh phải trốn vợ trốn con mỗi lần đến thăm em. Vậy em cũng không thể đẩy anh bắt con đi, vì nó là lẽ sống duy nhất của đời em bây giờ. Má, đừng bỏ con nữa nha ba. Ba sẽ lo cho con và không khi nào bỏ con nữa đâu. Trước khi anh đến đây, anh đã cho em biết anh đến đây để làm gì. Anh nghĩ là em không nên đến đây. Em làm như vậy là em khinh anh. Em hiểu không?
anh nghĩ em đến đây để bắt ghen sao? Không phải gì đâu. Anh Nguyên vừa gọi điện thoại đến, bảo anh phải về đêm gì gấp. Hơn nữa, anh bảo cần một số tiền để lo thuốc men cho bé Mẫn. Nên em về ra băng lãnh, rồi mang lại đây. Con vô trong ngủ đi nha. Xin ông bà đừng bận tâm. Tiền thuốc men của cháu tôi đã lo xong rồi. Hơn nữa, nó cũng đâu quá nhiều như số bạc này. Tôi chỉ làm theo ý muốn của chồng tôi. Cô đừng thắc mắc. Mai, thực ra đó là ý muốn của anh. Sáng nay anh nói với em như vậy để em hiểu rằng anh không muốn giấu em một chuyện mà anh thấy anh cần phải làm. Tôi hiểu. Chuyện mà Tuấn thấy cần phải làm là trả công cho tôi đã nuôi bé Mẫn từ trước tới nay. Cô Mai, xin cô đừng nghĩ vậy. Không ai lại dám có ý nghĩ trả công cho một người mẹ đã nuôi đứa con do mình sinh ra bao giờ. Thưa, bà muốn tôi phải nghĩ thế nào trước một sự việc như vậy? Mười năm rồi, tôi đã cố gắng nuôi con. Tôi khổ nhọc, nhưng con tôi vẫn không thiếu ăn, thiếu mặc. Nó vẫn cấp sách đến trường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Mười năm rồi, tôi không hề có ý định gặp Tuấn để than thở hay nhờ cậy. Rồi bỗng nhiên tôi gặp lại Tuấn. Một sự gặp gỡ ngẫu nhiên, gần như là phi lý. Rồi Tuấn bảo bà mang tiền đến cho tôi. Rồi bà bảo tôi phải nhận lấy. Thưa bà, tôi đã nghĩ đây là sự xếp đặt của ông bà để bắt mẹ con tôi phải rời khỏi nơi này. Đừng lãng vảng quanh cái hạnh phúc gia đình của ông bà nữa. Không, tôi không giữ hạnh phúc bằng một mưu toan. Tôi không đem tiền đến đây để chuộc ở tay cô một người chồng. Mười năm trước, tôi đã nói với cô. Và mới hôm qua, tôi vừa lặp lại với Tuấn là tôi không thể sống chung với một người đàn ông hai vợ. Vì em buộc anh phải quyết định. Nhưng còn bổn phận anh đối với Mẫn. Bà, trước kia tôi đã xin bà đừng đẩy Tuấn đến chân tường. Bây giờ cũng vậy, Tuấn sẽ không giải quyết được gì đâu. Nhưng chúng ta phải tìm cho ra một giải pháp. Bà khỏi phải tìm. Vì tôi đã tìm ra cái tên 10 năm rồi. 10 năm qua, tôi đã suy nghĩ. Tuấn đã suy nghĩ. Và bà cũng đã suy nghĩ. 10 năm trước, tôi đã nói với bà. Và mới đây, tôi vừa lặp lại với Tuấn. Tôi không thể là người vợ bé được, nhưng còn bổn phận có một người cha. Ý bà muốn nói đến đứa nhỏ, bà kết án đó. Không, nó vô tội. Thế bà muốn gì? Ý tôi muốn chúng ta nên bình tĩnh mà tìm một giải pháp cho thỏa đáng. Làm sao tìm được giải pháp khi hai người vẫn còn chưa chắc với nhau? Anh không biết nói gì với em. Phải nói gì với Mai bây giờ? Bạch Hổ, Bạch Hổ, nhiều không gọi trả lời. Diều Hâu, Diều Hâu, nghe Bạch Hổ nghe, nói. Báo cáo Bạch Hổ, Diều Hâu đã chạm định tại mục tiêu Bắc Bình. Tôi đã cho con cái dàn hàng ngang xung phong ba lần nhưng chưa tiến chiếm được mục tiêu. Nghe rõ trả lời. Diều Hâu, Diều Hâu, các anh giữ vững vị trí, tôi gọi phi cơ huynh kích, rồi các anh xung phong vào. Nghe rõ trả lời. Bác nhận.
tâm cho tôi. Thanh Long, để bà nội gọi anh trả lời. Bà nội, anh Long nghe. Dì Hồ đang chạm địch tại mục tiêu Bất Bình. Yêu cầu Sa Thi Tuần đánh vào mục tiêu Bất Bình trước khi trời tối. Trả lời. Bà Thổ, mẹ Thành Long, trời sắp sửa tối rồi, phi cơ không thể can thiệp chính xác được. Anh đưa con cái xuống dịp xuống anh Dũng, bao gia đình chặt chẽ. Nhận rõ, trả lời. Nhận rõ. Diệu Hâu, để Bạch Thổ gọi trả lời. Bạch Thổ, đây Diệu Hâu, tôi nghe. Diệu Hâu, trời sắp tối, phi cơ không thể yểm trợ được. Anh cho rút về tuyến anh Dũng, bao vây chặt chẽ, đừng để địch chạy thoát. Tôi sẽ thành toán mục tiêu bằng pháo binh. Nghe rõ trả lời. Nhắn rõ. Bạch Thổ, đây Hắc Ưng gọi trả lời. Hắc Ưng, tôi nghe đây. Hắc Ưng báo cáo với Bạch Thổ, trên đường rút lui chúng tôi thấy có một số dân chúng chạy về hướng chúng ta, nhiều đàn bà và trẻ em bị thương hết. Hắc Ưng, anh tìm bao vệ dân chúng, đưa họ đến nơi an toàn và tán thương. Tôi sẽ đến điểm đứng của anh để tiếp tay. Tôi đã bảo vệ và đưa họ ra khỏi tuyến an toàn. Được, bây giờ đại quý điều động đơn vị của đại quý ra tuyến an toàn, bảo vệ chặt chẽ, chờ lệnh. Xin tuân lệnh.
còn trên đường hai chiếc bóng cô đơn, người yêu nay đã lánh cõi trần, còn trên đường hai chiếc bóng cô đơn, tình ta